Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh start rau câu. Và để làm cái món này thì đây mình chuẩn bị 150g bột mì và 80g đường. Sữa đặc thì mình dùng 50g và một quả trứng gà. Và đây là nước ngọt hương Việt Quất. Mình dùng một lon như thế này là 330ml nha. Và đây là 300ml nước. Bơ lạc thì mình dùng 60g. Và đây là bột rau câu dẻo Rovin. Và mình sẽ sử dụng khoảng 2 muỗng cà phê. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình cho 60g bơ ra ngoài một cái tô. Lấy ra khỏi tủ lạnh, mình để bên ngoài để cho nó mềm ra như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào 40g đường. Và đường thì mình sẽ xay nhuyễn ra như thế này. Để khi mà mình trộn lên thì nó sẽ mau tan hơn. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Trộn cho cái phần đường với bơ này nó hòa quyện với nhau. Và để cho cái bánh của mình nó thơm hơn thì các bạn cũng có thể cho vô thêm vài giọt hương vani. Ở đây mình dùng vani dạng nước nhé. Bạn nào mà không có vani dạng nước thì mình có thể dùng vani dạng bột cũng được. Mình sẽ cho vào một quả trứng gà. Tiếp tục đánh đều lên. Ở đây thì mình đánh bằng tay, còn bạn nào mà có máy mình có thể đánh bằng máy cũng được. Lúc này thì các bạn thấy ông hộp của mình rất là mịn rồi. Tiếp theo là mình sẽ rây bột mì vào. Mình rây như thế này để cho phần bột của mình nó mịn hơn và mình loại bỏ đi những cái phần bột lợn cần. Các bạn chỉ cần gõ nhẹ vô trong cái rây như thế này thì phần bột nó sẽ rớt xuống cái tô. Và mình sẽ trộn lên thật là đều. Mình trộn cho hỗn hợp của mình nó đều là được rồi, không cần phải nhồi lâu quá nha các bạn. Rồi bột mình đã trộn đều rồi, giờ mình sẽ dùng bọc thực phẩm. Giờ mình cho cục bột lên, gói nó lại. Và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút. Và trong lúc mà mình để bột vào ngăn mát tủ lạnh á, thì ở đây mình có chuẩn bị vài cái khuôn bánh tát. Khuôn này thì mình mua ở ngoài chợ nhé. Mình quét lên một lớp bơ, sau đó mình cho vào một ít bột mì. Và mình gõ nhẹ như thế này để cho phần bột mì nó áo đều cái khuôn á. Và cái phần bột dư thì mình sẽ cho nó ra ngoài cái dĩa. Mình làm như thế này đó các bạn, để khi mà mình cho phần bột vào mình nướng xong á thì mình lấy ra rất là dễ, nó không có bị dính vào trong cái khuôn. Rồi tương tự thì mình sẽ làm với những cái khuôn còn lại. Rồi phần bột mình vừa lấy ra khỏi từ trong ngăn mát tủ lạnh, giờ mình dỡ cái bọc thực phẩm ra. Rồi mình sẽ cho lên một cái mặt bàn. Rồi mình dùng một miếng giấy nến mình trải lên. Sau đó mình sẽ cán bột ra. Ở đây mình dùng cái ly để mình cán bột nhé. Đây là cách dành cho những bạn nào mà ở nhà mình không có cây cán bột thì các bạn có thể dùng cái ly hoặc là một cái chai mặt phẳng để mình cán. Cán cho phần bột của mình nó mỏng khoảng 0,5cm. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái miếng giấy nến ra. Ở đây mình sẽ dùng một cái chén hoặc là một cái ly cũng được, miếng nó có hình tròn nha các bạn. Sau đó mình sẽ để xuống cái miếng bột để mình cắt thành cái hình tròn đó. Rồi mình lấy cái phần bột mà mình vừa cắt cái hình tròn lên và mình để lên cái khuôn. Mình ấn nhẹ như thế này để cho miếng bột nó dính vào trong cái khuôn. Cái phần mà dư ở trên này thì mình sẽ cắt bỏ đi. Mình cắt cho nó bằng với cái khuôn là được rồi. Sau đó mình nắn lại cho nó đều đều. Rồi như vậy là xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình để vô trong cái vị nướng nhé. Tương tự thì mình sẽ làm với những cái khuôn còn lại cho đến khi nào hết. Rồi đây là những cái phần bột mà mình đã để vô trong cái khuôn xong hết rồi. Mình sẽ dùng cái nĩa mình đâm vài cái lỗ trên đây. Mình chỉ đâm cái phần ở bên dưới này là được rồi. Không cần phải đâm ở trên cái vành nha. Sẽ lót lên vài miếng giấy nến. Sau đó mình cho vào vài hạt đậu để mình đè cái phần bánh này lại, trong lúc mà mình nướng thì nó sẽ không có được phì lên. Bạn có thể cho hạt đậu hoặc là hạt gạo cũng được. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ trong vòng 15 phút. Trước khi nướng thì mình sẽ làm nóng lò nướng khoảng 5 đến 10 phút để vô nướng nha. Rồi phần bánh thì mình đã nướng xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu cái phần rau câu nha. Mình sẽ đổ 300ml nước vào trong một cái nồi. Và mình sẽ cho vào 20g đường. Và mình cho vào một muỗng cà phê bột rau câu. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên.
Khuấy đều lên rồi thì mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho cái phần nước rau câu này sôi lên. Mình đã bắt cái nồi nước rau câu lên bếp rồi. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy đều lên như thế này. Phần nước rau câu đã bắt đầu sôi lên. Bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và cho sữa đặc vô thôi. Mình vừa đổ vô vừa khuấy đều lên. Giờ thì mình sẽ tắt bếp luôn. Sau đó mình sẽ đổ phần nước rau câu này vô trong cái khuôn bánh. Mỗi một cái khuôn bánh thì mình sẽ đổ vào một giá nước rau câu. Bạn đổ vừa thôi nha, đừng đổ đầy quá. Đổ đầy quá thì nó dễ bị tràn ra ngoài lắm. Và mình sẽ để yên cho cái phần nước rau câu này nó đặc lại nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần nước rau câu Việt Quất nhé. Mình khui cái chai ra. Rồi mình đổ vào trong một cái nồi. Cái nước ngọt Việt Quất này nó có một cái màu xanh rất là đẹp luôn á các bạn. Rồi mình sẽ cho vào 20g đường còn lại. Wow, mình bỏ đường vô cái nó sủi bọt lên kìa. Nhìn đẹp ghê luôn nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào một muỗng cà phê bột rau câu. Mình sẽ khuấy đều lên cho bột rau câu tan đều ra. Sau khi bột tan đều ra thì mình mới bật bếp lên. Mình sẽ nấu cho cái phần nước rau câu này sôi lên. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, nấu thêm khoảng 2 phút nữa là được. Và lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái độ ngọt cho hợp khẩu vị ăn. Nếu mà thấy chưa ngọt các bạn có thể thêm đường nữa cũng được. Nước rau câu đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ lại. Mình nấu thêm 2 phút nữa rồi mình sẽ đổ ra ngoài cái tô. Nước rau câu của mình như thế này là được rồi nha. Bây giờ mình đổ ra ngoài cái tô thôi. Và sau khi mà mình đã đổ phần nước rau câu này vô trong cái tô rồi thì mình để cho nước rau câu nguội lại, để nó sẽ đặc lại, rồi mình đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 tiếng để cho cái phần rau câu này nó lạnh lên á, để khi mà mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Và cái phần bánh này các bạn, phần bánh rau câu này các bạn cũng có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh luôn nhé. Còn không thì mình có thể để bên ngoài cũng được. Và đây là phần rau câu mà mình vừa lấy ra từ ngăn mát tủ lạnh. Giờ mình dỡ cái phần thực phẩm ra. Và nó có một cái màu xanh rất là đẹp luôn á. Và rau câu đã đặt lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ sắp hạt lựu nhé. Sắp hạt lựu vuông vuông khoảng chừng 1cm. Các bạn thích sắp lớn sắp nhỏ thì tùy thích nhé. Sau khi để lên thì mình nhìn nó rất là nổi luôn. Bạn lần lượt cho vào hết luôn nha. Phần thịt này rất là thơm luôn các bạn. Thơm cái mùi Việt Quất nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắn cái bánh này. Đây, mình cầm lên như thế này luôn. Các bạn nhìn cái bánh này rất là dễ thương luôn. Cái bánh này kết hợp với lại rau câu thì rất là lạ luôn các bạn. Bánh giòn nhưng mà vẫn có cái độ mềm. Rau câu thì mình ăn nó dai dai. Vị ngọt của bánh thì mình thấy rất là vừa ăn luôn. Bánh vừa giòn vừa mềm kết hợp với lại rau câu dai dai nữa. Cái phần rau câu Việt Quất này thì mình ăn nó có vị hơi chua chua một xíu nhé. Các bạn cho thêm trái cây vào mình ăn chung cho nó ngon hơn. Ở đây thì mình thích cái màu xanh cho nên là mình dùng nước ngọt hương Việt Quất, nó có cái màu xanh như thế này. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng các loại nước ngọt có hương vị khác nhau nhé. Hoặc là các bạn có thể dùng nước siro cũng được. Và bây giờ mình ăn tiếp cái bánh này đây. Bánh kết hợp với lại rau câu. Sự kết hợp rất là lạ lùng. Này là tự mình kết hợp luôn. Và các bạn cũng có thể làm cái món bánh này để mình đãi ở trong những cái bữa tiệc cũng rất là dễ thương nè. Nhìn màu sắc rất là sặc sỡ luôn á. Và video làm món bánh tart rau câu của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!